Chào các bạn. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 5. Ngày đẹp trời, sáng ra thấy cái rừng mình nó ra bông nên quay clip cho các bạn xem. Rồi khoe đó các bạn. Hôm nay nó sung. Mưa mấy đám xuống nó ra lá. Sum xê. Giới thiệu sơ các bạn, đây là cây rừng mình đã lên phiến đá này nó được 2 năm rồi. Cây này thì về cao cây là 1m4, hoành nó là 220. Cây rất con cây các bạn, cây rất... Rồi để quay đi qua một chồng cho các bạn xem nha. Sáng nay nó rất là sung, nó đã ra bông, nó ra được mấy bông cực kỳ luôn các bạn. Mới quyết định lấy một clip này quay được cho các bạn xem. Và bạn thấy chưa? Bông nè. Nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm. Cây rất là đang sung. Hello các bạn, cây này là gốc Campuchia. Đây là rừng Campuchia các bạn. Nên bông nó không có được dài như rừng mình. Rừng mình đặc biệt là rừng miền Trung. Bông rất là dài. Mình đã thấy có cây bông dài đến là 8 tấc. Trổ rất là đều. Cây này thì chắc khoảng nói với cái tầm bông này là khoảng đêm mai là nó sẽ trổ lai gai rồi. Thấy một số nó đã búp lớn, nó đã bung mình. Đêm mai bắt đầu là nó bắt đầu trổ rộ. Đặc biệt riêng cây này nó rất là xiên bông các bạn. Thứ là ra bông liên tục. Thấy không? Bông này nó cũng dài, cũng tương đối, tầm chắc khoảng 6 tấc nhưng mà cũng không đạt bằng rừng Việt Nam mình. Đặc biệt là rừng Campuchia thì nó được cái nó nu, u cục, u vú. Giới thiệu sơ các bạn là mình cũng đã từng đi Campuchia được mấy chuyến nên qua bển mình thấy được là ở Campuchia người ta chưa có cái không phải là chưa mà là cái phong tục của người ta là người ta ít có người chơi cây kiểng, cây cảnh nên người ta không có cái nhu cầu đó nên là cây cối bên kia người ta bỏ phế, người ta chặt phá. Đây là những cái vết chặt phá lâu ngày nó tạo thành u vú đó các bạn. Cây này thì đã chuẩn rồi, tay cành đã lớn hết rồi các bạn ơi. Cây này đạt độ thành phẩm 100% rồi. Các bạn thấy không, tai chi nó rất là nhiều và đỉnh rồi, nó to. Thân có các vết các nó đã liền xẹo, liền bạc. Đặc biệt là rừng Campuchia thì bộ đế nó mình mà không có bà đẹp bằng rừng miền Bắc mình. Rừng miền Bắc thì các bác mình ngoài kia làm đế ngay từ còn nhỏ nên cái bộ đế một cây mà thành phẩm rồi là nó đi kèm với bộ đế rất là đỉnh, tuyệt vời các bạn. Còn rừng Campuchia thì mình đánh phôi về, phôi tự nhiên đánh về thì nó chỉ đạt độ 50-60% thôi. Cây nào tệ quá thì mình không có xài. Các bạn thấy cái cành bay nó không? Bay nó là nó bay tầm khoảng 1,5 m, bay ra xa khoảng tầm 1,5 m. Đó, bạn thấy dưới đó là những cái bông nó hồng hồng xuống rồi. Cây này đặc biệt rất là xuyên bông. Bạn thấy những cái nhánh này là đó những cái này là cái bông ra bông đợt trước đó các bạn. Đó, mới vừa xong đợt phần trước cái bắt đầu là chưa đầy 2 tháng rồi nó đã ra tiếp đợt bông thứ hai. Bây giờ xuyên rất là xuyên bông. Cái bệ đá nó của mình là để chọn để mà đặt cái cây lên á là cho nó ôm á là mình chọn loại đá san hô, dạng đá voi mà nó các bạn. Đá này thì nó được cái nó nhẹ rồi nó khỏe thôi. Mình cũng không thích này lắm nhưng mà tại thời điểm đó thì không có đá Ninh Bình, đá 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 anh nó thích
đó đó, mà giá cả nó mắc quá chứ có ít có người gì vận chuyển vào Nam nên là mình không có tìm được đó đó. Nói rồi những cái vết u vú, nhắc lại cái hoành đế nó là 2m2 nha các bạn. Đỉnh cho các bạn xem đó, đỉnh gạch nó chuyển lắc rất là tự nhiên. Cái này thì tự tay mình sắp mình cũng tạo được cái hai cái hang nhũ nó mực nước giờ nó hôm qua trời mưa nên mực nước nó hơi cao, các bạn nhìn thấy nó không rõ cái hang, nhưng mà cái hang là rất là rễ thì nó cũng đã bám xuống tới dữ rồi. Rồi thôi nhé các bạn, buổi sáng chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, và bạn nhớ đăng ký like và nhớ đăng ký kênh giúp mình nha, nhấn nút đăng ký kênh giúp dưới nha để cập nhật những cái video tiếp theo cho các bạn. Rồi tạm biệt các bạn.